Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí nha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dấp. Hôm nay lại chia sẻ với mọi người một chiếc đồng hồ cây. Đồng hồ cây ha anh em ha. Thì như trước mặt anh em thấy thì đây là một chiếc đồng hồ cây khá thân quen ha, khá thân quen. Con này thì nó cũng rất nhiều ở thị trường Việt Nam. Thì ở tụi em thì tụi em hay gọi mấy con này là mấy con khủng long Mỹ full size. Thì nó giống nhau. Thì nó tại sao gọi nó là full size, vì nó có cái size này á, nếu mà dòng mà phân khúc mà nó to thì những cái con này á, nó chỉ thua những cái con gọi là cao cấp nhất thôi. Có nghĩa là nó là còn cận cao cấp. Thì như trước mặt này em thấy thì nó thường á là nó có một cái dáng, nó là một cái mẫu sò, hai là một cái mẫu cổ thiên nga như thế này đó. Nó chỉ khác nhau ở phần đầu thôi, còn cái phần ở dưới thì thường nó na ná giống nhau. Đây là những cái dòng full size. Thì em nói luôn về cái thương hiệu của nó ha, đây là cái thương hiệu Howard Miller sản xuất tại Mỹ. Cấu hình của nó là 12 gông, 12 búa, chơi 3 bản nhạc. Thì những cái đời này thì nay ốp auto rồi, ôi full tính năng ha. Cũng như mọi khi ha, anh em mình đi tới phần kích thước. Đây, kích thước nó đạt cái chiều cao là 2m25, ngang đầu là 69, ngang thân là 60, ngang đế là 71 và sâu là 41. Đó thì anh em thấy những cái con mà nó cao khoảng 2m20 mấy 2m3 đó. Đó anh em thấy nó cái chiều ngang của nó hơn 70 đó, nó là dòng full size, dòng lớn ha. Thì con này nó sử dụng chất liệu là gỗ cherry anh đào anh em ha, gỗ cherry anh đào. Đó là một trong những loại gỗ mà để sản xuất đồng hồ cây cũng khá nhiều ha. Cherry, sồi, ốc chó, rượu, đó là những cái gỗ hay sản xuất trên đồng hồ cây. Rồi, mình đi vào cái chi tiết về cái phần ngoại hình anh em ha. Ngoại hình thì anh em thấy nó có, đây là cái phần bên cánh trái nè. Đó, anh em thấy bên trái nè. Đây bên chạy anh em thấy nó chạy vần con gỗ rất đẹp ha. Đây là cái cửa sổ của nó nè, cửa sổ hòa bằng kính, cửa sổ hòa bằng kính to lắm. Cửa sổ này nó phải là hơn 20 đó anh em thấy. Rồi anh em thấy cái chi tiết điểm nhấn của nó ngay khúc này rất là hay nè. Anh em biết cái này vân này không? Vân này là nó là vân gụ anh em ha. Thường nó được ốp phân gụ, nó là ốp trên những chiếc đồng hồ cao cấp. Nó hay ốp mấy cái này nè. Một là gụ, hai là nung. Anh em thấy nó ốp phân gụ. Đây là cái cổ bên trái anh em ha. Đó, anh em thấy cái cổ bên trái thì nó trên nó có cái điểm nhấn bồng. Nó cao quá thì em mày. Điểm nhấn bồng anh em thấy không? Thiết kế đặc trưng nè. Đây là cái con tiện của nó nè, cái bông dụ của nó. Anh em thấy cái quai dằn ghép của nó đẹp ha. Thường á là những cái chi tiết như thế này nó ghép kiểu dạng giống như kiểu Louis á, đó. Ghép tạo điểm nhấn rất là đẹp. Còn bên đây là bên cảnh phải anh em ha. Đó, bên cảnh phải như anh em thấy nè. Ốp đổi xứng vân này vân cụ anh em ha. Đó, đây là cái chi tiết bên phải. Mình chơi là mình phải soi anh em ha, soi từ từ soi. Đó, còn bên đây là bên phải của nó này, cái chỉ bên phải. Đó, đây là phần bên phải cửa sổ này. Đây là bên phải anh em ha, soi anh em mình soi coi nó như thế nào ha, độ mới nó còn bao nhiêu phần trăm. Đó, em thấy đây là cái trụ của nó. Con này thì nó thiết kế rất là đơn giản ha anh em ha, cực kỳ đơn giản. Đó, nửa trụ khủng long Mỹ
to đùng. À, anh em thấy đây là cái sông trụ của nó. Đó, cái trụ nó nè. Đây nhìn cái tay của em ha. Đó, nửa trụ. À, đây là bên phải anh em ha. Kiến thì vẫn như mọi khi, đều là mài vát cạnh ha, đặc trưng của những chiếc đồng hồ cây. Hơn là nó sử dụng mài vát cạnh hết. Đó. Rồi đây là cái phần đế bên phải anh em ha. Đó, đây cái sông trụ, cái trụ nó dưới nè. À, nó to vậy nè. Em thấy đây. Đây là cái phần đế bên phải nè. Ừ. Mình thấy không? Bung gỗ của nó nè. À, này nó phản sáng nè cho nên không thấy được. Vân gỗ của nó rất đẹp. Đây, để em thấy. À, cái vân gỗ của nó nè. Rồi, ở đằng đây là cái phần đế đằng trước nè. Em quay chi tiết từ phải bên trái nha. Đó. À, phần gỗ đằng trước đó. À, còn khá đẹp đúng không anh em? Rồi, còn đây là cái trụ bên trái. À, chìa khóa. À, rồi. Còn bên đây là ở phần đế bên trái anh em ha, phần đế bên trái. Đây này nó còn khá là đẹp, khá là nuột ha. Khá nuột. Con này thì nó loanh quanh, nó sản xuất ở những cái thập niên 90-2000. Đó là nó sản xuất loanh quanh ở thời điểm đó thôi. Cũng mới đây thôi, cũng không có xa lắm đâu. Thì con này nó thiết kế một cửa anh em ha. Cái này là cái ngấn ấy thôi, còn một cửa thôi. À, rồi anh em mình đi vô cái chi tiết bên trong ha. Đây, kiến mài đặc trưng. Thì như anh em thấy nó sở hữu một cái mặt số rất đẹp ha. Thì như em nó đã nói nhiều thì những cái con này cái vỏ nó tương tương giống nhau. Nó chỉ khác cái giao diện trước này thôi. Giao diện này thôi. À, nó khác mấy cái quai dằn đằng trước. Đó. Thì nó tùy theo cái model cái đời. Thì đây là cái thương hiệu Howard Miller ha. Đó. Howard Miller ha. Thương hiệu của Mỹ. Quá thân quen. Thì nó dập nổi. Cái mặt số này nó dập nổi. Ở bên trong thì nó lại sơn một cái màu giống như là màu cà phê sữa. Anh em thấy không? Bên trong của nó giống như một cái màu cà phê sữa ấy. Ở ngoài là nó màu vàng, mà nó vàng cũng không có vàng lắm ha. À, em show cái mặt số cho anh em xem. À, nó còn khá đẹp. À, chơi là phải sôi. À, rồi ở trên này nó cũng được dập nổi ha anh em ha. Thay vì là nó gắn số nổi vô thì nó dập nổi luôn. À, cho nó thành một khối ha, khỏi sợ rớt. Đó. Rồi, đây là cái phần số. À, còn khá đẹp ha. Quá trời đẹp luôn. Rồi, anh em thấy đây bên đây nó là phần ngắt chuông anh em ha. Cắt điểm giờ á. Ví dụ như là 10 giờ á. Là đánh 10 tiếng là đây ngắt nè. Đó, ngắt này. Trên đây á là chạy nè. Xuống đây là ngắt nè. Đó, anh em thấy cái này là night off không? Night off này là night off auto. À, có nghĩa là 10 giờ, 11 giờ nó sẽ tự động ngắt. Tới 6, 7 giờ sáng nó sẽ hoạt động lại. À, night off. Đó, thường thì em cũng giải thích nhiều ha anh em ha. Cái này thì nó cũng không có quan trọng ha. Không quan trọng. À, ai cũng hỏi cái này. Khi mà về thì không ai dùng hết. Ha. Ai cũng hỏi có tính năng night off này không? À, có còn không ha. Thì nhiều người hỏi nhưng mà khi mà dạy hầu như không ai dùng hết. Rồi tới cái phần tạ. À, anh em nhìn thấy tạ của nó đó. Thì anh em thấy ở mặt số đằng sau, ở mặt số như thế nào thì cái hoa văn của nó y chang như vậy anh em. Anh em để lưu ý giùm em mấy vấn đề này đó. Anh em thấy nè,
đó, ở trong nó cũng có cái màu cà phê sữa này. Đó, cái bông của nó nè, bộ tạ này cũng còn khá đẹp anh em ha, sáng sủa đẹp trai con bà hai. Em quay từ từ xuống cho anh em xem đó. Đó, còn khá là đẹp đó, cái bông của nó đó, nó là một cái điểm nhấn thôi, nó chỉ chẳng qua nó là một cái vòng làm điểm nhấn đồng bộ cho nó không bị đơn điệu. À, nè em thấy rồi, xuống tới cái quả lắc. À, nè em thấy cái quả lắc của nó rồi, anh em để ý giùm em cái mặt bên trong. À, nè em thấy không, thì cái mặt số ở trên như thế nào thì cái bông ở ngay quả lắc của nó là như vậy anh em ơi. Cũng có những cái màu cà phê sữa bên trong nè, đó, những cái chi tiết giật nổi y chang cái mặt số luôn đó. Quả lắc nó cũng còn sáng sủa ha, đó, cũng còn ok. Đó, mình soi từ từ à. Rồi đây là cái phần ở dưới hộc này, chìa khóa Hoover Miller, đây cái tay quay nè, anh em thấy cái tay quay Hoover Miller của nó đẹp ha, quá đẹp. Đây là cái hướng dẫn sử dụng nhanh thôi. Ở bên trong của nó nè, cái tấm vách hậu bên trong của nó luôn nè. À, anh em thấy nó có cái vết xước ha. À, đồ đã qua sử dụng ha, phải có khuyết điểm ha. Con nào cũng vậy hết ha. Ngoại trừ là những con gọi là nó quá dữ, gọi là không có một điểm, gọi là điểm chân nữa, có cá biệt lắm đó. Thường cái con hàng mà đã qua sử dụng thì nó dĩ nhiên nó phải có vài cái điểm xuất sắc, nhưng trong mức cho phép anh em à. Em đánh giá cái độ mới của con này là nó còn trên 95%. Đây các em cũng không có phải lời model, con này nó là model nó là 610811 anh em ha, 610811 ở đây à, ai không biết lao cái nó bay bà nữa. Mấy anh Tây mấy anh không biết, mấy anh lao rồi bay luôn. Đây còn cái model của nó thì ở đằng sau đất, ở đằng sau đáy của nó cái hậu nè, anh em thấy nè, đó Hoover Miller model 610811 đó. Thì tại sao em lại nói cái mã model này thì để xác minh nó có chính hãng hay là nó nguyên bản hay không á. Anh em cứ search trên internet ha, anh em cứ search trên internet đó, anh em cứ search Hoover Miller model 610811 đó, thì nó sẽ ra được cái con đồng hồ này. À, mình chỉ xem nó là độ nguyên bản của nó đó, và cái chi tiết đánh giá của nó ở những clip ở nước ngoài anh em ha, coi nó đang bán bao nhiêu rồi, coi nó như thế này thế kia nọ đó. Em chả giấu gì hết á, chơi giấu làm gì ha. Cái gì chỉ cho anh em biết thì chỉ thôi. Đây cái cách mở của nó cũng cực kỳ đơn giản anh em ha, cũng như mọi khi trong nó có cái lẫy khóa nè, mở cái lẫy khóa ra rút ra thôi. Rồi bắt đầu mình xôi tới cái máy đi. Thì cũng như mọi khi ha, chiếc máy này á thì anh em có để một cái link ở cái link website á, ở cái phần mô tả đó, thì anh em vào anh em sẽ xem được cái chi tiết chiếc máy này ha. Đó, anh em thấy chiếc máy của nó không, mới tinh. Những chiếc máy như thế này thì nó chạy 20-30 năm, 30-40 năm thì chuyện nó không quá bình thường ha, mới tinh. À, anh em thấy con này thì nó chạy cái máy của Kenziger anh em ha, đó của Kenziger làm cho Hoover Miller, anh em thấy cái logo Aishita của nó mà ha. Rồi ai mà không biết về cái logo Aishita này nó viết tắt của chữ gì thì cứ điện thoại cho em hỏi, em sẽ nói ha. Nhiều anh thì nói Aishita không biết Aishita là cái gì ha. Thì anh em thấy đây là cái, anh em thấy cái mã của nó không, nó chạy là con Kenziger M series anh em ha, M series NSU02 đó. Thì anh em có thể search trên mạng thì sẽ biết được chiếc máy này đó. Em thì không có tính theo cái kích thước máy hay gì ha,
mỗi chiếc máy nó đều có mã hết, mình rất là dễ xem ha. Bên trong ha, bên trong bên ngoài chi tiết này kia kia nọ, còn cái kích thước chả nói lên được điều gì anh em ha. Máy bự bự bự, kích thước bên trong máy trong trong của nó cũng không có gì, nó cũng chả có gì. Còn những cái chiếc máy nó cũng nhỏ thôi, nhưng bên trong nó cực kỳ dữ, thì nó cũng liệt vô đồ dữ, chứ không phải là cái con nào cái máy bự là dữ anh em ha. Máy bự mà bên trong của nó cụ bắp thì nó vẫn là cụ bắp. Anh em thấy đây, bên trong nó đặc biệt thì con này nó có cái đèn anh em ha. Đó, nó có cái đèn đèn của nó này. Thì mặt định của nó là 110 ha, tất cả về mình phải đều thay bóng 220 vô ha, để cho nó phù hợp với điện ở Việt Nam. Mấy bóng 110 thì bỏ hết, trừ trường hợp những cái con mà nó xài mà đèn neon á, đèn mà nó có tăng phô á, thì mình phải giữ lại thôi. Còn những cái con này thì rất là dễ dàng anh em ha. Nè, em ra mua cái bóng có, em nhớ đâu có mười mấy 20 ngàn gì đó, là mình đưa vô 20 mấy ngàn chứ, rồi là sử dụng thôi. 220 dây điện nó đây, dây điện này rồi đó, gắn vô là mình sử dụng thôi. Bên kia nó có cái công tắc, còn ở ngay cái chỗ của nó cũng có công tắc nữa, ngay cái đầu phích cắm của nó cũng có công tắc, mình muốn tắt mở ở đâu cũng được. Rất đơn giản ha. Quá đẹp, quá mới. Rồi, em nói sơ về cái âm con này ha. Âm con này thì nó không to đâu, nó quýnh vừa thôi, nghe vừa đủ nghe thôi, không to nha anh em. Em giao lưu á, cái chiếc đồng hồ nào mà nó quýnh âm to thì em nói âm to ha. Còn chiếc nào nó quýnh âm vừa nhỏ thì em sẽ nói nó là âm vừa nhỏ ha. Nhiều khi anh em quay áp cái điện thoại này vô trong cái phần búa với lại phần gông á, áp gần thế này nè, đó thì quýnh nó nghe đụng, nó nghe đùng 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 anh em ha. Tại sao ạ? Tại vì cái điện thoại mà anh em dí nó vô cái này á, quýnh cho dù nó nhỏ cái nào nhỏ, khi mà nghe nó cũng to. Dĩ nhiên là nó quay sát như thế này đó, thì nó quýnh nó nhỏ nó cũng thành to nữa. Đó, đâm ra là khi mà sau cái ở ngoài thực tế đóng cửa sổ lại, đóng cửa lại hết, cái quýnh âm nó nhỏ nhỏ vừa vừa, nó ủa sao nghe trên clip mà quýnh đùng đùng, sao ở ngoài nghe nhỏ xíu đó, thì áp cái điện thoại vô cái bộ gông với cây búa vậy gần xịt vậy thì quýnh nó phải đùng đùng thôi ha. Còn em áp vô á để cho anh em nghe rõ cái âm của nó thôi ha. Còn cái con nào mà nó âm nó to thì em sẽ nói nó âm nó to, còn âm nào nó nhỏ vừa thì em sẽ nói nó nhỏ vừa anh em ha. Đó, thì chơi đồng hồ thì anh em biết rồi, có nhiều anh thì có mỗi người mỗi kiểu ha. Có nhiều người thì lại rất ghét âm to ha, cắt ngang cuộc nói chuyện, âm nó vừa nhỏ thôi, vừa đủ nghe thôi. Nó đang nói chuyện quýnh đùng đùng đùng, nhắc câu chuyện lại của mình, đâm ra nó cũng không hay. Đó là cái chia sẻ của những người khách bên em ha. Còn có nhiều bác thì lại thích chơi âm nó quýnh đùng đùng nghe nó đã sướng lỗ tai. Mỗi người mỗi kiểu đó. Còn riêng cái con này thì em nói luôn ha, là nó âm nó vừa thôi, nghe nó nhỏ vừa, không có to anh em ha. Rồi em test cho anh em nghe luôn, rồi anh em nghe quýt tin tâm nha. Sao quýnh quá, lớn quá. Sao nó quýnh xong rồi? Em quay tiếp. Sao nó quýnh rồi? Mấy con này không chịu nổi với nó.
Westminster ha. Westminster truyền thống sở hữu công sườn này. Ok anh em nghe nè ha, nó cũng vừa nhỏ hay à, âm của những chiếc đồng hồ cây thì thường nói vậy à. Ok và cái chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, anh em cứ alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin em sẽ trả lời à, cái số điện thoại ở trên em để trên màn hình đó. Rồi anh em nào ở xa thì kết bạn Zalo với em ha. Gọi video call à, em luôn nhắc nhở khách hàng là nên luôn luôn gọi video call ha. Để mà xác minh con hàng à. Rồi anh em thích xem cái gì em sẽ quay cho anh em xem cái đó. Nếu như anh em ở xa ha. Mình bỏ tiền ra chơi mình có quyền ha. Mình có quyền hết. Cứ alo video call cho em thì anh em muốn xem chi tiết nào em sẽ quay cái chi tiết đó cho anh em xem đó. Mình chơi là người thật việc thật anh em ha. Rồi còn anh em nào ở gần thì qua xem trực tiếp luôn, cảm nhận luôn đó. Em thì chơi có sao nói vậy. Rồi nếu thấy hay mọi người cho em một cái nút đăng ký ha, một cái nút chuông cái bên để nhận thông báo em sẽ review những cái chiếc đồng hồ như thế này gửi đến cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Hẹn em vào cái video tiếp theo. À, xin chào mọi người.